Thưa quý vị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán là VIC, vừa thông báo đã chuyển quyền sở hữu gần 243,5 triệu cổ phiếu VIC vào ngày 17 tháng 11, trong đó giao dịch được thực hiện trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Bên nhận số cổ phần trên là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI và bản chất giao dịch là ông Phạm Nhật Vượng sẽ dùng số cổ phần trên để góp vốn vào chính VMI. Trên sàn chứng khoán, hiện mã VIC đang neo ở giá 65.000 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy, ước tính tổng giá trị số cổ phiếu ông Vượng vừa góp vào công ty bất động sản mới thành lập rơi vào khoảng 15.970 tỷ đồng. Sau khi giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu của cá nhân ông Vượng tại Vingroup sẽ giảm xuống còn hơn 742 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm 6,29% xuống mức 19,18%. Dù vậy, tổng sở hữu cổ phần tại Vingroup của ông Vượng và nhóm nhà đầu tư liên quan vẫn giữ nguyên với tỷ lệ xấp xỉ là 63%. Trước giao dịch trên, người đứng đầu Vingroup có sở hữu trực tiếp hơn 985,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 25,47% vốn điều lệ Vingroup. Công ty VMI là công ty quản lý và đầu tư bất động sản có vốn điều lệ lên tới 18.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIC, góp vốn vào công ty VMI bằng hơn 243 triệu cổ phần VIC, tương đương 16.200 tỷ đồng, theo thị giá trung bình 50 phiên tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022. Hồi đầu tháng 10 năm 2022, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố sẽ góp vốn và trở thành cổ đông chính của VMI. Công ty này được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhome.